mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 4 tây tháng 6 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thực lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ ngày hôm nay vẫn là phần bảo trợ của Đại Nhạc Hội ủng hộ cho Quỹ ban xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị diễn ra vào ngày thứ Bảy 26 tây tháng 6 năm 2021. Dưới sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ danh tiếng gồm có Hương Lan, Phượng Mai, Khánh Hà, Lưu Bích, Nguyên Khang, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Thảo Sương, Hoàng Thanh, Mai Quốc Huy, đặc biệt có sự hiện diện của đương kim thị trưởng Tạ Đức Trí là người đã đưa ra cái dự án này và đã thúc đẩy dự án này ngay tại thành phố Westminster để gìn giữ tất cả những di sản dành cho con em của chúng ta sau này biết được công ơn của cha anh, đặc biệt là chiến thắng tái chiếm của thành quản trị năm 1972. Bên cạnh đó thì Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy cũng sẽ có mặt trong cái ngày đại nhạc hội này để gặp gỡ với tất cả khán thính giả của chúng ta. Bên cạnh đó quý vị còn có thể gặp được những người bạn bè cũ, ký giả nghe lữ từ San Jose hay là anh Huỳnh Lương Thiện, nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng từ Bắc Cali sẽ xuống hội ngộ và gặp gỡ chúng ta. Đặc biệt là có sự tham gia của phong trào Hưng Ca cũng sẽ có mặt ở tại thành phố Houston để mà gặp gỡ với tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Do đó thì quý vị nào chưa có vé vui lòng liên lạc với lại Quốc Văn và Liên để có thể nhận vé bởi vì chúng ta chỉ có 50 bàn, tức là khoảng 500 khách thôi. Quý vị nào ghi danh sớm sẽ có chỗ tốt. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và đó là phần bảo trợ của Quỹ ban xây dựng tượng đài và đại nhạc hội. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái phần thời sự mỗi một ngày của chúng ta. Ok quý vị. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2021. 32 năm trước đây đã xảy ra một biến cố lớn chấn động cả thế giới và cho tới ngày hôm nay vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan tới biến cố này, đó là vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989 và thời điểm đó là cái phong trào dân chủ của Trung Quốc lên cao và đã bị dập tắt cuối cùng bằng một trận thảm sát và cho tới giờ phút này không có một người nào biết được số phận của những người kẹt ở trong Thiên An Môn như thế nào, bao nhiêu người bao nhiêu người chết và đã có bao nhiêu người đã à, bị bắt rồi sau đó đã bị mất tích cho tới giờ phút này. Và kể cả những cái đơn vị đàn áp được huy động từ các nơi về cũng đã bị giải tán và cũng không ai biết những người lính này đã có nhiệm vụ gì và làm gì và số phận của những người lính này ra sao, người ta cũng không biết được luôn. Đó là cái câu hỏi đặt ra của cái cuộc biến cố cách đây 32 năm. Và hôm nay là đánh dấu đúng 31 năm à, sau cái biến cố Thiên An Môn. Và quý vị đã biết sáng nay Phong đã có những bản tường trình liên quan tới vấn đề tưởng niệm cái biến cố này tại Hồng Kông, tại Đài Loan và nhiều thành phố khác trên thế giới Tuy nhiên để cho khán thính giả hiểu rõ hơn à, cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 như thế nào Và những gì xảy ra trước đó để dẫn tới cuộc thảm sát này Có lẽ nó là một câu chuyện khá dài và Phong trong cái segment đầu tiên thì Phong sẽ gửi đến cho tất cả khán thính giả tức là cái phần 1 Phong sẽ gửi đến tất cả khán giả về đầy đủ câu chuyện từ đầu chí cuối của vụ án Thiên An Môn và qua phần 2 thì chúng ta sẽ phân tích đến cái bối cảnh của Trung Quốc sau biến cố Thiên An Môn thì cái này có lẽ là hai cái sự kiện nó khá dài cho nên Phong chia làm hai phần phần thứ nhất là cái Hilton Park One phần 1 thì sẽ là cái câu chuyện của Thiên An Môn phần 2 những hậu quả và những cái uh, sự thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau biến cố này và tình hình thế giới cũng thay đổi sau biến cố này. Ok, quý vị để nhắc lại cái câu chuyện của Thiên An Môn, có lẽ chúng ta phải đi ngược cái dòng thời gian trước đó rồi thì chúng ta mới hiểu được uh, cái nguồn gốc của Thiên An Môn. Thật sự Thiên An Môn chỉ là cái đỉnh cao nhất của cái uh, phong trào dân chủ. Phong trào dân chủ của Hồng của Trung Quốc đã bắt đầu từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời. Mao Trạch Đông qua đời năm 1976 và sau đó thì cái nhóm cai trị tại Trung Quốc đã rơi vào cơn khủng hoảng và thao túng của nhóm bộ tứ hay còn gọi là tứ nhân Bang do người vợ thứ tư của ông Mao Trạch Đông là Giang Thanh cầm đầu. Và nhóm tứ nhân bàn này đã hoành hành khoảng khoảng thời gian khá ngắn trước khi mà Đặng Tiểu Bình thống nhất tất cả quyền lực vào trong tay và đánh dẹp tất cả nhóm tứ nhân bang này thống nhất quyền lực. Thì sau khi thống nhất quyền lực thì xong thì lúc đó Đặng Tiểu Bình đã manh nha có một cái gì đó khác biệt với thời cai trị của Mao Trạch Đông. Thời mà cai trị của Mao Trạch Đông từ bắt đầu lúc mà Cộng sản xuất hiện trên lãnh thổ Trung Quốc kéo dài cho tới năm 1976. Thì uh, giai đoạn này là cái giai đoạn mà sau khi đánh bại được uh, tượng giới thạch ra khỏi cái uh, nước Trung Quốc và uh, tìm cách chiếm toàn quyền cai trị nước Trung Quốc từ năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã cai trị uh, Trung Quốc khá lâu. Và Mao Ma Trạch Đông cai trị nước Trung Quốc trong cái uh, xu thế đi theo cái chủ nghĩa cộng sản. Thì quý vị biết rồi. Và Mao Trạch Đông đã đi theo cái lối cai trị là bế quan tỏa cản tức là toàn bộ nền kinh tế của họ đã bị phong tỏa và cách biệt với bên ngoài. Do đó, đời sống của người dân Trung Quốc phải nói là từ cái giai đoạn Mao Trạch, trong cái giai đoạn Mao Trạch Đông cai trị là khổ sở trăm bề. Có thể nói là dân Trung Quốc phải vừa sống trong sự nghèo đói, vừa sống trong sự sợ hãi, dưới sự cai trị rất là sắc máu của Mao Trạch Đông. Và sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976 thì là cái thời gian cầm quyền của Hoa Quốc Phong, của Giang Thanh vân vân thì sau đó người ta gọi là nhóm Tứ Nhân Bang. Và sau khi nhóm này bị đánh dẹp. Thì Đặng Tiểu Bình chính thức nắm quyền lực. Bắt đầu từ cuối thập niên 70. Kéo dài tới đầu thập niên 90. Thì là cái giai đoạn của Thiên Hàng Môn. Nhưng mà phong trào dân chủ của Trung Quốc. Thì đã bắt đầu khởi đi. Từ năm 1978. Tức là một năm trước khi. Mà Bắc Kinh xua quân. Đã đánh Việt Nam. Và gọi là cho Việt Nam một bài học. Dưới sự chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình. Quý vị phong trào dân chủ của Trung Quốc đã khởi đi từ ở cái điểm này và nó bắt đầu từ một cái bức tường mà chúng ta gọi là bức tường dân chủ. Thật ra nó là một cái bức tường đã cũ kỹ. Nó là một bức tường đã cũ kỹ nó nằm ở trên cái phố Tây Đơn, quận Tây Thành, nằm ngay tại thành Bắc Kinh. Nó gọi là phố Tây Đơn. Thì bức tường này là một cái bức tường tương đối nó cũng giống như những cái bức tường khác nó loan lỗ và nó dơ và nó không có một cái gì gọi là à, đặc biệt cả nhưng nó rất nổi tiếng từ năm 1978, bởi vì bức tường này nó đã có những cái, cái câu viết kêu gọi cải cách về chính trị và cải cách về kinh tế và của một số tầng lớp trí thức tại Trung Quốc mà người đứng đầu trong cái này gọi là cái cuộc cách mạng số 5 của Trung Quốc. Cuộc cách mạng số 5 là thúc đẩy một cái uh, cuộc cải tổ sâu rộng về nền chính trị và kinh tế của Trung Quốc và người khởi xướng cái phong trào này chính là nhà hoạt động Ngụy Kinh Sinh, một trí thức xuất thân từ Cộng sản. Và ông là người đã khởi xướng cái bức tường dân tộc dân chủ và nhờ sự khởi xướng của ông thì một số những nhà thơ của Trung Quốc rất nổi tiếng đã viết những câu thơ. Và khi viết những câu thơ này thì họ chuyển cho ông bằng tay và không hiểu một cách nào đó thì bức tường này cứ mỗi một ngày nó lại có một bài thơ mới mà bài những bài thơ đó là nói lên cái khát vọng đòi hỏi một cái sự cải tổ về chính trị và kinh tế ở tại Trung Quốc. Thì lúc Đặng Tiểu Bình lên thì có vẻ như là Đặng Tiểu Bình có một cái xu thế mở cửa hơn. Bởi vì khi Đặng Tiểu Bình lên quý vị nhớ là lúc đó bắt đầu là Hoa Kỳ đã có sự tiếp xúc với lại Trung Quốc. Do đó thì cái phong trào dân chủ nó cũng đã nhan nhúm từ đây. Nó cũng đã nhan nhúm từ đây. Và cái bức tường này thì nó đặc biệt là công an Trung Quốc không làm gì được. Họ canh me từ sáng tới chiều thì bức cái bài thơ vẫn còn nằm nguyên trên đó họ lên họ sơn họ xóa bức thơ đó đi lá thơ cái những cái bài thơ đó đi thì ngày hôm sau không biết cái giờ phút nào thì cái bài thơ đó lại xuất hiện trên bức tường và nó lại xuất hiện những bài thơ khác ở trên bức tường thì cái bức tường này nó gọi là bức tường dân chủ bởi vì nó khởi đi từ cái điểm này do nhà hoạt động ngụy kinh sinh là người đã khởi xướng và một số tầng lớp trí thức tại Trung Quốc cũng đã À, cùng hỗ trợ cho ông và kể, đặc biệt là một số những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc trong thời điểm đó đã hỗ trợ ông và những bài thơ đó họ ký bằng cái tên khác. Họ không có người ký tên thật và có người ký bút hiệu. Và rồi thì năm 1979, Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã có cuộc chiến tại biên giới. Cuộc chiến này đã thúc đẩy Đặng Tiểu Bình sau khi kết thúc cuộc chiến. Tôi không nói sự thắng bại của cuộc chiến biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Nhưng sau cuộc chiến này, thì Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu nhen nhúm cái vấn đề gọi là <laughs> à, nhen nhúm cái vấn đề gọi là cải cách về kinh tế nhưng ông ta vẫn chưa tìm ra được cái đường hướng nào để cải cách kinh tế năm 1980 thì lúc đó người lên làm chức tổng bí thư đảng của cộng sản trung quốc là hồ diệu bang hồ diệu bang đã đảm nhiệm chức tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc và cũng giữ một cái vị trí trong quốc hội của trung quốc chủ tịch quốc hội thì Hồ Diệu Bang là người đã thảo luận rất nhiều lần với Đặng Tiểu Bình trong vấn đề mà cải cách nền kinh tế, cải cách nền kinh tế. Và Hồ Diệu Bang đã thúc đẩy một cái à, một cái, cái chính sách cải tổ kinh tế. Tuy nhiên, Hồ Diệu Bang đã gặp một cái một cái gọi là một cái bức tường rất cứng rắn của nhóm bảo thủ của Đảng Cộng sản. Do đó thì đến năm 1987. Năm 1987, Hồ Diệu Bang đã bị đảng cộng sản họp kỷ luật và ép ông ta phải à, từ bỏ cái chức tổng bí thư và thế vào đó chính là triệu tử dương thì lúc đó hồ diệu bang đã bị đẩy ra khỏi quyền lực thì lúc này à, cái việc mà thúc đẩy cái cải cách này nó đã được một số thành phần trí thức trong các cái à, khuôn viên trường đại học của trung quốc đã khởi động từ cái cảm từ cái à, họ từ những cái à, bức tường dân chủ trước đó và sau tới cái thời gian mà gọi gọi là cái ý tưởng gọi là cấp tiến, tôi gọi là liberal của à, Hồ Dự bang đã khơi màu cho cái sự gọi là cải cách về kinh tế và thể chế chính trị. Nó len lội cái ý tưởng này trong các cái trường đại học tại Trung Quốc. Sau khi Hồ Dự bang đã bị đẩy ra khỏi quyền lực, thì phong trào đấu tranh dân chủ và đòi cải cách chính trị và kinh tế bắt đầu bùng phát sau cái trận mà Hồ diệu Bang bị kỷ luật. Nhưng mà nó chưa có đến mức chín mùi. Nó râm rỉ trong suốt năm 1988 quý vị. Nó kéo dài từ từ năm 1987 cho tới năm 1988. Thì nó chỉ râm rang trong giới sinh viên và giới à, à, giảng dạy trong các trường đại học. Và nó mạnh mẽ nhất là sau khi Hồ Diệu Bang qua đời. Tháng 3 năm 1989 Hồ Diệu Bang qua đời. Thì khi Hồ Diệu Bang qua đời với căn bệnh tim, tức là 2 năm sau khi ông ta bị cách chức Tổng Bí thư Đảng. Thì ông Hồ Diệu Bang sau khi qua đời thì hàng ngàn sinh viên ở các trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó có trường đại học Nam Kinh, trường đại học Thành Đô, trường đại học ở Bắc Kinh, trường đại học ở Thượng Hải và trường đại học ở Trường Sa, tức là ở thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. À, à, không phải thủ phủ mà là nằm ở trong tỉnh Hồ Nam đã kéo nhau về Bắc Kinh để mà tưởng niệm và vinh danh ông Hồ Diệu Bang là tháng 3 năm 1989 và trong đám tang này thì các sinh viên đã bắt đầu khởi động một cuộc chiến dân chủ. Từ tháng 3 năm 1989. Sau trong ngay trong cái đám tang thì lúc đó những nhân vật gọi là cốt cán của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù Đảng Tư Bình không tới, nhưng mà những nhân vật đã đến để dự tang lễ này cũng đã tiếp xúc với sinh viên trong đó có gồm có tổng bí thư à, tổng bí thư Đảng là Triệu Tử Dương và kể cả lúc đó người đứng đầu nhà nước Trung Quốc là Lý Bằng. Lý Bằng đã tới để mà gặp gỡ với lại lúc đó, xin lỗi quý vị lúc đó Lý Bằng đã là chủ tịch của hội thì đúng hơn. Thì Lý Bằng và hộ và Triệu Tử Dương đã đến để tiếp xúc với lại à, các sinh đã đến để dự tang lễ nhưng rồi tiếp xúc với các sinh viên. Rồi lúc đó thì các sinh viên đã nghe được cái lời câu thì lúc đó Triệu Tư Dương dường như cũng đã có một cái khuynh hướng tương tự như là Hồ Diệu Bang. Tức là ông ta có một cái thái độ muốn dung hòa giữa phái bảo thủ ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và phái cấp tiến trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó thì Triệu Tư Dương tương đối có được cái cảm tình của giới sinh viên. Sau cái chết của Hồ Diệu Bang và sau cái đám tang của Hồ Diệu Bang thì các sinh viên khi mà nói chuyện với lại Triệu Tư Dương, họ dường như đã được bơm thêm cảm hứng. Và rồi thì các cuộc à, biểu tình đã bắt đầu bùng nổ từ các sinh viên. Đầu tiên hết là các sinh viên tại trường Đại học Bắc Kinh. Họ đã tổ chức cái cuộc biểu tình ngay trong khuôn viên trường đại học của họ. Và những cuộc biểu tình này đã bùng phát mạnh mẽ trong tháng 4 năm 1989. Và khi nó bùng phát mạnh mẽ thì sinh viên ở khắp trên toàn quốc đã tràn về thủ đô Bắc Kinh và cái khuôn viên trường đại học Bắc Kinh đã không đủ chứa và do đó tất cả những người mà tham gia vào cái à, cuộc biểu tình này đã quyết định chuyển hướng qua ở cái quảng trường Thiên An Môn nơi có bức hình rất lớn vĩ đại của à, vị cha già dân tộc của Trung Quốc là ông Tôn Giật Tiên và kể cả hình của Mao Trạch Đông và cả triệu người à, có thời điểm đó lúc mà thời điểm cao nhất trong giữa tháng 4, có tới cả triệu sinh viên đã tràn về quảng trường Thiên An Môn từ các đại học nổi tiếng của Trung Quốc, gồm có đại học ở Thượng Hải, đại học Bắc Kinh, đại học Nam Kinh, đại học Thành Đô, đại học Trùng Khánh, đại học Trường Sa. Tất cả các sinh viên các trường đại học này đều dồn về à, quảng trường Thiên Môn để tham gia cuộc biểu tình. Và bắt đầu cuộc biểu tình là bùng phát mạnh mẽ từ giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 5 quý vị. Đây là cái cuộc bùng phát mạnh mẽ nhất và thời điểm đó thì các ký giả báo chí ngoại quốc gồm có hãng thông tấn AP, hãng thông tấn AFP, hãng thông tấn Reuters và hãng thông tấn UPI cũng như là lúc thời điểm đó thì đài truyền hình BBC cũng đã có mặt tại hiện trường và họ ghi nhận lại một số những cái hình ảnh của các cuộc biểu tình. Và chúng ta có rất nhiều những cái hình ảnh của các cuộc biểu tình trong cái giai đoạn của tháng 4 tháng 5 rất là nhiều. Thì quý vị cùng một lượt trong giai đoạn đó bắt đầu bước qua tháng 5, năm 1989 thì thời điểm đó là cái thời điểm mà khá nhạy cảm cho à, phía cho đảng cộng sản trung quốc đặc biệt là đảng thứ bình bởi vì thời điểm đó thì người lãnh đạo của nhà nước cộng sản nga lúc đó là tổng bí thư rapproch đã viếng thăm à, có cái dự tính là sẽ bay đến à, chính thức viếng thăm trung quốc tức là 10 năm sau khi mà Trung Quốc ban giao với lại à, Mỹ. Tức là quý vị nhớ là Trung Quốc lúc đó ban giao với Mỹ năm 1979 thì à, giữa Nga và Trung Quốc đã có những cái à, xung đột về quyền lợi. Và chưa có một lãnh đạo nào của Nga à, Cộng sản Nga tới viếng thăm à, cái khu vực của à, Trung Quốc. Nhưng mà đến năm 1989 tức là đúng 10 năm sau khi mà Trung Quốc ban giao với Hoa Kỳ thì Nga là ông George Bachop đã đích thân bay tới à, Trung Quốc để viếng thăm Trung Quốc một cách chính thức. Thì việc này xảy ra vào ngày 13 tây tháng 5 năm 1989. Thì trước chuyến viếng thăm này và với cái xu thế biểu tình khủng khiếp của nhân của sinh viên, Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho Triệu Tử Dương và Lý Bằng là phải dàn xếp các cuộc biểu tình phải dàn xếp các cuộc biểu tình để giữ cho cái cuộc à, viếng thăm để diễn ra tốt đẹp của Trump thì triệu Tử dương đã bắt đầu tới thương thảo với thành phần lãnh đạo của sinh viên biểu tình thời điểm đó mà ba nhân vật được xem là khá nổi bật trong cái à, phong trào sinh viên này người thứ nhất phải nói rằng là à, sài linh cô là một người rất trẻ tuổi thời điểm đó một lát tôi sẽ có cái hình về sau này của cô người thứ hai là vương đan và người thứ ba là Ngô Nhĩ Khai Hi. Đây là ba người lãnh đạo tinh thần của toàn bộ tất cả các sinh viên tại uh, biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn. Thì uh, họ đã gặp gỡ với lại ông uh, Lý Bằng và Triệu Tử Dương. Thì các sinh viên đòi hỏi phải cải tổ sâu rộng về mặt chính trị. Trong khi đó thì uh, phía của Lý, uh, của Lý Bằng và của Triệu Tử Dương thì cho biết rằng chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc thời điểm đó đã có những cái chiến lược để cải tổ kinh tế Nhưng mà sinh viên họ đòi hỏi gây gắt hơn Là phải có sự đóng góp Của các sinh viên Và của các thành phần trí thức Để mà có thể thay đổi một số Những cái quy luật về chính trị Thì cuối cùng Triệu Tử Dương Và Lý Bằng đã dàn xếp xong Cái cuộc gọi là à, Giảm đi tất cả các cuộc biểu tình Của sinh viên Để mà dọn dẹp các cái quảng trường đó Trước ngày mà George Batchelor Đáp xuống À, Bắc Kinh để có chuyến viếng thăm chính thức sau 10 năm Trung Quốc à, ban giao với Hoa Kỳ lần đầu tiên thì một nhà lãnh đạo của Nga đã tới viếng thăm Trung Quốc. Sau chuyến viếng thăm của George Zokbarshev, thì sinh viên đã bắt đầu bùng phát trở lại các cuộc biểu tình. Thì lúc này Triệu Tử Dương và Lý Bằng đã gần như thúc thủ bởi vì cái phong trào bảo thủ ở trong Đảng Cộng sản còn quá mạnh, còn quá mạnh do đó Triệu Tử Dương đã bị gạt ra và bị giam lỏng tại nhà. Thời điểm đó, Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu chuyển sau cái chuột tiếp đón với lại George uh, Vachov, thì Đặng Tiểu Bình đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Thì uh, lúc đó, phụ tá của Lý Bằng là ông Chu Dung Cơ, thị trưởng của thành phố uh, Thượng Hải và sau này trở thành uh, thủ tướng của Cộng sản Trung Quốc đó quý vị. Những nhân vật này là những nhân vật đã có cái cuộc tiếp xúc với sinh viên nhưng mà họ không có thương thảo được với sinh viên. Trong những cái đòi hỏi của sinh viên thời điểm đó, đứng đầu là Vương Đan, đứng nhì là Sài Linh và đứng thứ ba là Ngô Nhĩ Khai Hi. Ba nhân vật này, ok quý vị, trước khi mà chúng ta tiếp tục câu chuyện, có lẽ tôi cho quý vị nhìn thấy đầu tiên hết là đây là tấm hình mới nhất của Sài Linh. Sài Linh hiện nay đang sinh sống tại San Jose và cô đang làm cho một công ty IT rất lớn và là giám đốc điều hành của một công ty IT ở tại vùng Silicon Valley. Sai Linh là một trong những nữ sinh viên thời điểm đó năm 1989 là người mạnh mẽ nhất và là là cái người đã được uh, đã được giới sinh viên xem là một vị lãnh đạo. Rồi người thứ hai là một trong những nhân vật khá nổi tiếng, anh tên là Vương Đan. Đây là tấm hình thời thầy trẻ của Vương Đan quý vị. Và Vương Đan là một trong những người đã tham gia biểu tình và là lãnh đạo của phong trào sinh viên. Và anh đã bị bắt giữ. Anh đã bị bắt giữ vài ngày trước cuộc thảm sát xảy ra. Và sau khi mà thập niên 90, anh đã được trả tự do. Và cuối cùng đã được can thiệp qua Hoa Kỳ. Và hiện nay thì Vương Đan đang là một uh, cộng tác viên của Đại Á Châu Tự Do, đặc trách Hoa Ngữ và tiếp tục cái việc thúc đẩy nền dân chủ tại... Uh, uh, Trung Quốc đó là hình ảnh của Vương Đàn và người thứ ba trong phong trào sinh viên này đó là à Ngô Nhĩ Khai Hi. Ngô Nhĩ Khai Hi là một người rất trẻ và anh có gốc lại có gốc gác người Duy Ngô Nhĩ quý vị. Tên của anh là Ngô Nhĩ Khai Hi và anh là một người gốc Duy Ngô Nhĩ. Và anh được xem là người à, lãnh đạo gần như là lãnh đạo tối cao của toàn bộ tất cả các sinh viên trong cái cuộc à, biểu tình năm 1989 ở tại thiên an Môn và sau cái sự kiện đó thì anh đã đào thoát tới đài loan và nay thì anh đang là một uh, chính trị gia ở tại đài loan nằm trong một cái đảng chính trị tại đài loan và vẫn tiếp tục hoạt động chính trị và vẫn tiếp tục mỗi ngày uh, uh, thúc đẩy cái nền dân chủ tại trung quốc đó là những gì mà đã xảy ra và quý vị các cuộc biểu tình đã trở nên gây gắt hơn từ sau cái chuyến viếng thăm của shop, -shop. và sinh viên đã tràn về càng lúc càng nhiều hơn. Thì đây là một trong những tấm hình mà tôi có thể cho quý vị thấy được là những cái cuộc biểu tình mà đã được ghi nhận lại trước cái ngày 4 tây tháng 6. Thì quý vị thấy trên hình, cả triệu sinh viên đã có mặt tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là cái, cái hình ảnh mà được xem là đẹp nhất mà hãng thông tấn AP và đài truyền hình BBC đã chụp lại lúc mà họ có mặt. Trong lúc mà họ quan sát cái diễn biến của các cuộc biểu tình tại Thiên An Môn thì lúc này Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang có những cái à, à, đấu tranh về mặt chính trị. Tức là một phe cấp tiến gồm có Triệu Tử Dương, Lý Bằng và Chu Dung Cơ, kể cả Ôn Gia Bảo là những người được xem là thuộc phe cấp tiến tại vì họ đã tiếp xúc với giới sinh viên. Ngược lại, cái thành phần nằm trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thuộc cái phe cánh của Đặng Tiểu Bình là phe bảo thủ, tức là phe đã giúp cho Đặng Tiểu Bình lật đổ được tứ nhân bàn trước đây thì cương quyết là nắm quyền lực tuyệt đối của đảng cộng sản không cho phép bất cứ một thành phần ngoại lai nào có thể à, không phải ngoại lai mà thành bên ngoài mà có thể à, xen vào công việc à, điều hành cai trị gùn máy của đảng cộng sản thì phe này rất mạnh tại vì phe này họ nắm toàn bộ quân đội vào cuối gần cuối tháng 5, năm 1989, thì lúc đó đặng tiểu bình đã cho triệu tư dương bị giam lỏng lý bằng tạm thời ngưng lại công việc của ông ta và coi như Đặng Tử Bình là cái người thao túng hết tất cả mọi thứ. Ông ta đã ra lệnh cho các lực lượng quân đội từ ở Nội Mông, từ ở Trung Khánh, từ ở Tân Cương, từ ở Cáp Dĩ Tân. Cáp Dĩ Tân tức là cái khu vực nằm ở Hắc Long Giang mà bây giờ là sát biên giới của Bắc Hàn đó quý vị. Là tất cả các lực lượng quân đội này, thay ông ta thay máu toàn bộ cái lực lượng quân đội trú đóng tại Bắc Kinh. Tức là những binh sĩ trú đóng tại Bắc Kinh đã bị đẩy đi hết và thay vào đó là các đơn vị mới. Họ đưa cả xe tăng thiết giáp và kể cả các trực thăng vào trong Thiên An Môn ở ngay thủ đô Bắc Kinh. Thì lúc này là các đơn vị cũ trú đóng tại Bắc Kinh đã được lệnh là phải rút ra toàn bộ khỏi thành phố Bắc Kinh. Và thay vào đó là những đơn vị mới từ ở Thành Đô, từ ở Nội Mông, từ Tân Cương, từ Cáp Dĩ Tân và có một số đã được điều, điều lên từ ở khu vực Quảng Đông lên trên khu vực của Bắc Kinh và cuộc họ bao vây bên ngoài tất cả xe tăng thiết giáp và binh sĩ thì vây chặt ở bên ngoài ở bên trong quảng trường thì số lượng sinh viên còn khoảng độ vài chục ngàn người chứ không phải là còn cả triệu người nữa tại vì nội bất sắp ngoại bất dật tức là lúc đó quân đội đã phong tỏa hết và ngay trong cuối tháng năm thì chính quyền Bắc Kinh đã ban hành thiết quân luật và lệnh giới nghiêm do đó thì cái số lượng sinh viên nào nằm trong thiên an môn thì vẫn còn ở lại còn số lượng mà những sinh viên mà họ vừa mới tới nơi thì họ không có cách nào lọt vào thiên môn để mà hỗ trợ cho cuộc biểu tình họ họ ở dòng ngoài rất đông thì lúc đó tình hình đã trở nên căng thẳng hơn quý vị thì một số sinh viên e ngại rằng là sẽ có những cái cuộc đàn áp sẽ xảy ra và họ đã bí mật đưa xài linh và ngô dĩ khai hy bí mật rời khỏi à, bắc kinh hai người này bí mật rời khỏi bắc kinh và họ đã được đưa tới Quảng Châu. Và từ Quảng Châu, họ đã lén đi tới được Hồng Kông. Thì khi tới Hồng Kông xong, thì Ngô Nhĩ Khai Hy đã lập tức đã được định cư ở Đài Loan. Còn Sài Linh là ngay lập tức đã được tổng, tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Hồng Kông đón nhận và đưa cô đi thẳng qua Mỹ. Trong cái ngày cuối cùng của, những ngày cuối cùng của tháng 5, năm 1989. Và đến ngày 3 Tây, thì toàn bộ thành phố Bắc Kinh đã rơi vào một cái cục trầm tĩnh. Một tây tháng 6 thì Bắc Kinh đã cho phong tỏa tất cả, tức là lúc đó Đặng Tiểu Bình đã cho phong tỏa tất cả các ngõ ra vào ở Bắc Kinh. Tất cả các ký giả ngoại quốc đang làm việc tại Bắc Kinh, gồm có các hãng thông tấn UPI, AP, AFP, Reuters và kể cả đài truyền hình uh, BBC. Tất cả những người, tất cả những ký giả này đều bị giam lỏng trong khách sạn và không được phép bước chân ra bên ngoài họ không được phép bước chân xuống lobby của khách sạn nữa quý vị. Họ phải ở trên phòng và cần gì thì họ được phục vụ trên phòng nhưng họ không được phép bước chân xuống cái lobby của khách sạn. Đó là tình hình của ngày 1 và ngày 2. Tới ngày 3 tây thì những sinh viên ở bên trong muốn thoát ra bên ngoài cũng không được. Tại vì vòng vây của quân đội đã vây chặt quảng trường Thiên An Môn. Và rồi thì quý vị, đêm ngày 3 Tây, rạng ngày 4 Tây, cả thành phố Bắc Tư Kinh chìm trong sự im tĩnh. Và trong nửa đêm thì người ta chỉ nghe được những tiếng la hét, những tiếng súng nổ và những cái ánh chớp của những trái đạn pháo. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh chìm trong, chìm trong bóng tối, tức là toàn bộ điện đã bị black out, tức là điện họ đã bị tắt hoàn toàn. Và rồi thì người ta chỉ nghe được những cái âm thanh này mà thôi, không ai nhìn thấy được cái gì cả. Và cũng không ai chứng kiến được bất cứ một điều gì trong đêm ngày 3 Tây, rạng ngày 4 Tây tháng 6. Và rồi thì qua ngày hôm sau, 4 tháng 6, những người dân ở thành phố Bắc Kinh bước ra đường với một thái độ ngơ ngác. Toàn bộ quảng trường Thiên An Môn không có một bóng người và cũng không có một vết máu. Không có một bóng người, không có một vết máu. Và xung quanh quảng trường Thiên An Môn thì cũng không có một bóng một chiếc xe tăng hay một binh sĩ nào ngoại trừ những công an rải rác ở một phố, một số góc phố. Còn tất cả đều biến mất. Đó là những cái hình ảnh mà người ta ghi nhận lại được bằng cặp mắt của mình. Ngay sáng sớm ngày 4 tây tháng 6 năm 1989. Trong khi nửa đêm lúc mà đêm 30, đêm 3 ngày 3 tây thì người ta chỉ nghe những tiếng la hét người ta những nghe những tiếng âm thanh hỗn độn, những tiếng pha súng và những tiếng nổ và tiếng nổ của đạn pháo. Nhưng rồi tới ngày 4 tây, toàn bộ quảng trường Thiên An Môn không có lấy một bóng người, không có lấy một giọt máu. Tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ. Và quý vị, không ai biết được có bao nhiêu người đã bị thảm sát trong cái đêm ngày 3 Tây, rạng sáng ngày 4 Tây. Và cũng không ai biết được những người lính đã tham gia cái cuộc đàn áp này đi về đâu bởi vì sau ngày hôm đó thì toàn bộ những đơn vị được biệt phái tới bắc kinh để mà thực hiện cái nhiệm vụ gọi là gìn giữ an ninh trật tự tất cả các đơn vị này đều đã bị giải tán sau ngày hôm đó và những đơn vị cũ đã được đưa trở về bắc kinh rồi tất cả những người không ai biết được có người nói rằng có vài trăm người chết trên 10.000 người đã bị bắt giữ có những người nói rằng số lượng người chết là toàn bộ mười mấy hai chục ngàn người và có thể cao hơn và kể từ đó không ai biết được số phận của những sinh viên còn lại ở trong cái quảng trường Thiên An Môn. Và họ số phận như họ như thế nào? Những đơn vị đàn áp đó bây giờ về đâu? Và những binh sĩ tham gia cuộc đàn áp đó cũng đã disappear, biến mất luôn. Và cái người ta ghi nhận lại chỉ là những hình ảnh trước biến cố ngày 4 tây tháng 6. Hình ảnh người đàn ông đứng trước chiếc xe tăng là cái hình ảnh của biến cố ngày vào tháng 5 chứ không phải tháng 6. Tức là lúc đó các ký giả ngoại quốc vẫn còn chụp được những tấm hình này. Nhưng mà sau ngày 3 tây rạng sáng ngày 4 tây thì không ai có được tấm hình. Và cho tới ngày hôm nay nó vẫn là một câu hỏi lớn. Những người đó đi về đâu? Số phận của họ ra sao? Không ai biết quý vị. Ok quý vị, đó là cái phần thứ nhất cho quý vị thấy được cái diễn biến từ đầu tới cuối của cái biến cố cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Và một lát nữa Phong trở lại phần 2. Trong phần 2 thì Phong sẽ cho quý vị thấy được cái bức tranh của sau biến cố này. Đó là những gì mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, ngày 4 tây tháng 6, ngày mà người à, Hồng Kông và tất cả những người Hoa gọi là sự kiện lục tứ, tức là ngày 6 tây tháng 4 và phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút mong, mong quý vị đừng để khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của phong cảm ơn tất cả mọi người